làm gì đấy? Ôi trời. À, thơm mẹ này, thơm mẹ này. À, mẹ cái. Thơm mẹ cái. Thơm mẹ cái. À, hôm nay mùng 1 phải không anh Thơm? 20-30. Ừ, nay mùng 1 rồi. Ờ, đi mua toàn quả về thắp hương. Ờ, đi. Quên. Đi. Mò đi mua mẹ không? Mò đi nhá. Đi không? Mò đi không? Đi không? Nào thế để ở đây để mẹ đi lấy mũ bảo hiểm ấy đi ấy nhá, đi lấy dây. Mẹ mới cho đi, không mẹ không cho đi đâu nhá. Nhá, con đội mũ vào thì mới được đi nhá. Nào. Con đội mũ vào thì mẹ mới cho đi nhá. Không đội mũ là không được đi. Ờ, không đội mũ thì ở nhà nhá. Không đội mũ thì chỉ có ở nhà thôi. Nghe chưa? Rồi, nào, ngồi đây.
quả này nhá, về bỏ ăn nhá. Thôi chị biết rồi. Vâng, cảm ơn bà nhá. Vâng, cảm ơn bà. Đó là 100 bao nhiêu chị? 152. Sao buồn thế? Sao mê buồn thế? À là gợi rẩy rẩy đi đấy. Đưa tiền chắn đi. Cảm ơn chị nhá. Em ơi. Chào bà nhá. Sao mê buồn thế? À mút tay à. Rồi được chị, em xem được. Nào, bắt theo đây nè. À đây. Quậy. Mũ mà để về à? Mày mới xem rồi, hay lắm. À đây ạ. Cảm ơn chị. Nào, đội mũ mà để về. Nào, đội mũ mà để về nhá. Đội mũ mà. Nó bỏ mũ ra đấy. Không bỏ, không bỏ. Nó đội cái này nó vướng. Nào, đội mũ mà để về. Nào. Mũ về nhà mình nhá. Ôi, nào đi về nhá, về nhá. Đi đôi thì cả mỗi cái một thôi. Vâng. Con kia đi nhá. Chè kho để làm nhân mình dùng. Vâng, có thì mày làm lấy à? Hả? Chè kho mày làm lấy. Chè kho em nấu lấy đấy chứ. Mà làm ngâm ấy, ngâm đỗ lên xong rồi nấu với đường ấy, nhưng mà không nấu mật đâu, nấu với đường đỏ. Còn muốn vào cho nó. Nhất rồi. Mà nước và muối nào nó cầm đấy. Nhanh nhanh nhỉ em nhỉ. Hoa quả nhưng mà hoa quả ngon. Bắt nãy chị ấy thì kia cho nó một quả chuối nó ăn đâu. À thế à. Nó phải ăn nho này. Ăn nho ăn ấy, ăn đồ ngon. Nho, mấy hồng xiêm, mấy na. Rồi. Nó ăn hoa quả, mấy nếu mất đói thì nó ăn thì cơm.